Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Kính thưa liệt quý vị, hôm nay mời các vị lắng nghe đề tài Như Mộng Huyễn Bào Ảnh. Đề tài Như Mộng Huyễn Bào Ảnh này được tìm thấy ở trong Kinh Tạp A Hàm, bài kinh số 42. Bài kinh này mang giáo nghĩa pháp hành, vì vậy cho nên chúng ta cần phải lắng nghe một cách nghiêm túc, ghi nhớ chuyên chú và sử dụng vào trong đời sống hàng ngày, thậm chí có thể thiết lập một thời khóa công phu, trải qua một thời gian nào đó tùy theo trí lực của chúng ta. Bây giờ chúng ta mới thấy tác dụng của lời dạy này trong đời sống tâm thức của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn liên tưởng tới giáo nghĩa này với những bản kinh Đại Thừa được y cứ vững chắc trên nền tảng này để được soạn tập, cũng như dòng văn học Phật giáo mà các thiền sư sau khi đã tu tập đến trạng thái chứng đắc. Vì vậy cho nên chúng ta thấy thần thái của bài pháp này thật to lớn. Kính thưa liệt quý vị, Tôn giả A Nan kiết tập giáo nghĩa này như sau. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trú xứ A Tỳ Đà bên bờ sông Hằng. Chúng ta thấy một điểm hay ở chỗ là lúc bây giờ Đức Thế Tôn sống tại trú xứ nào, hiện diện tại trú xứ nào, và chúng ta thấy xung quanh đó có những gì, chẳng hạn như bờ sông Hằng thì liên quan tới nước, ở trong rừng thì liên quan tới cây cối, phải vậy không? Mà nước nó có tác động mật thiết, có tác động lớn, nó có ảnh hưởng rất nhiều đối với cư dân đang sống ở trong vùng đó. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn thường mượn những cái hình ảnh, những cái gì gần gũi nhất với đời sống dân chúng địa phương mà Ngài nhân đó miêu tả chánh pháp để cho mọi người lãnh hội một cách dễ dàng nhất. Đây là điểm hết sức là khéo léo. Và chư tổ của chúng ta cũng thường học hỏi kinh nghiệm này. Cho nên các ngài đến tại Trung Quốc thì cũng dựa vào lời dạy của Phật để mà soạn tập những bộ kinh thích hợp với người Trung Quốc. Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng Trung Quốc cho nên cũng sử dụng những bộ kinh xuất xứ từ Trung Quốc. Và khi Phật giáo phát triển mạnh ở tại Việt Nam thì Việt Nam cũng có những cái bộ kinh của người Việt Nam mà cũng dựa trên lời dạy của Phật, chẳng hạn như kinh An Bang Thủ Ý ra đời ở tại thời đại Lý Trần Việt Nam, chẳng hạn như vậy.
những điểm tiêu tiết đó không đáng để chúng ta bàn nhiều. Đi vào trong giáo nghĩa, chúng ta thấy bây giờ Đức Thế Tôn bảo với các tỳ kheo, cũng như nước sông Hằng cuồn cuộn. Chúng ta thấy hay chưa? Cái hình ảnh nó rất là gần gũi, bây giờ Ngài đang ở chỗ sông Hằng và Ngài chỉ dòng sông Hằng, hoặc là Ngài nói đến cái hình ảnh này là người ta nghe biết liền. Và bọt nước theo dòng chảy mà tụ lại. Điểm này rất là dễ hiểu và có lẽ chúng ta cũng đã từng nhìn thấy một con nước, một dòng suối, dòng sông, hoặc là một dòng chảy nhỏ nào trong hồ cá chẳng hạn. Như là dòng nước chảy như vậy, thì bọt nước nó theo dòng chảy đó mà tụ lại. Điểm chúng ta lưu ý đó là bọt nước tụ lại theo dòng chảy. Và hình ảnh bọt nước hình thành theo dòng chảy đó, đúng vậy không? Thế Tôn nói rằng nếu như người nào có mắt sáng quán sát, tức là dùng cái đôi mắt sáng mà quán sát, chứ dùng đôi mắt mù làm sao thấy. Và lời này rất là rõ ràng, tức là những ai có mắt đều thấy, chứ không có gì gọi là phức tạp, không có gì gọi là nó ẩn tàng tới mức mà không hiểu nổi. Tất cả những ai có mắt đều thấy. Và Thế Tôn thường nói, hỡi các loài hữu tình, những ai có tai hãy lắng nghe. Có khi con người mình có lỗ tai mà mình không biết nghe, hoặc là lỗ tai mình không có nghe được lời của Ngài. Ngài không nói cho con người, hoặc cho ai hết, hoặc cho cư dân quốc độ nào hết, mà nói cho những loài hữu tình có tai lắng nghe lời của Ngài. Mà chúng ta nghe không nổi là chúng ta có tai cũng như không, phải không ạ? Hay là có mắt như mù, có tai như điếc. Thì tất cả những ai có mắt quán sát, phân biệt kỹ, lúc quán sát phân biệt kỹ đó, người ấy thấy rằng không có gì cả, không có gì bền chắc, không có gì là chắc thật, không có gì là kiên cố. Ý nói rằng nhìn thấy cái bọt nước nó hình thành theo dòng chảy, sự tồn tại của nó và tính chất hình thành của nó không có gì là chắc chắn, và nó giả tạo mong manh làm sao đó. Nếu như dòng chảy kia thay đổi thì nó thay đổi, và sự ngưng tụ của nó trong nhất thời không có gì là kiên cố, không có gì là bền chắc, và ở trong đó không có gì là chân thật hết. Nó là sự ngưng tụ giả dối của các bọt nước mà thôi. Hình ảnh này rất là rõ, chúng ta nhìn thấy hình ảnh này quen thuộc rồi, hãy sử dụng nó vào trong công phu gọi là pháp hành. Pháp hành nó là như vậy, chứ pháp hành là pháp làm sao đây? Đặt ra một pháp môn, một tông môn, một cái sắc thái nào đó, đó là vấn đề phương tiện uyển chuyển trong hành pháp lợi sinh của con người chúng ta. Còn khi học giáo pháp của Như Lai, lời dạy này tự mình rút tỉa và hành động cho bản thân của mình, đây gọi là pháp hành. Tức là phải hành động, phải thực tập, lúc bây giờ mới thấy sự tác dụng của nó. Còn nhận thức không thì chưa đủ. Thế Tôn nói vì sao? Bởi vì ở trong nhóm bọt nước kia nổi lên không có gì là chắc thật. Không có gì là chắc thật. Và Ngài lấy nhận thức đó, hình ảnh đó để so sánh với tự thân của chúng ta. Ngài so như thế nào? Cũng vậy, những gì thuộc về sắc. Ý nói rằng là vạn vật hình hài. Gọi là vóc sắc ở đời, tất cả đều thuộc về sắc, không riêng gì tự thân của chúng ta, mà vạn vật đều như vậy. Thế giới hiện tượng mà chúng ta đang tồn tại đây, bản chất của nó là như vậy. Dùng trí tuệ mà nhìn, mở tầm mắt mình rộng ra, không nên tư duy gò bó chật hẹp ở trong một số vật chất sắc uẩn. Mà Thế Tôn nói rằng hãy quán sát mà xem.
Hoặc là quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại. Tức là ở trong quá khứ đã từng tồn tại, hiện tại đang tồn tại, hoặc là trong tương lai. Hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần. Lấy hình ảnh của bọt nước mà quán chiếu. Và tương tự, tất cả vạn vật ở đời cũng vậy. Mình nhìn dưới nhiều khía cạnh, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhìn khía cạnh ở trong, ở ngoài, nhìn khía cạnh thô, tế, nhìn khía cạnh tốt, xấu, nhìn khía cạnh xa, gần. Cho dầu đặt dưới nhiều khía cạnh khác nhau, dưới nhiều cái sự xét nét khác nhau, thì sao? Thì cuối cùng vẫn phải đến một kết luận rằng, đó là gì? Đó là nó không có gì, nó không bền chắc. Nó không có bền chắc, nó không có chân thật, nó không có kiên cố. Sau một loạt bài pháp về vô thường mà các ngài biên tập cho chúng ta đã xây dựng kiến thức vững chãi này ở trong đầu của mình. Và lúc bây giờ chúng ta thấy rằng bản chất của nó vì vô thường cho nên nó làm cho chúng ta khổ. Bản chất của nó khổ cho nên nói rằng chúng như là bệnh. Ai bệnh mà không khổ? Ai bệnh cũng khổ, bệnh lớn, bệnh nhỏ, bệnh gì cũng khổ. Nó như là ung nhọt, nó nhức nhối. Nó như là gai nhọn, nó đâm chích làm chúng ta khó chịu. Nó như là sát hại, tức là sự hủy hoại. Bản chất của nó vô thường. Bản chất của nó là khổ. Bản chất của nó là không, là phi ngã. Vô thường, khổ không, phi ngã. Chúng ta liên tưởng tới Kinh Kim Cang. Chúng ta liên tưởng tới Duy Ma Cật Sở Thuyết. Chúng ta thấy giáo nghĩa nguyên thủy tuyệt vời chưa? Nó có một cái sự sâu chuỗi mật thiết, nó được hình thành như vậy. Vì sao? Bởi vì sách vốn không chắc thật. Đây là công án số 1. Hãy dùng trí của mình mà quan sát thấy vạn vật giống như là gì? Giống như bọt nước. Như vậy thì thân của mình nó tồn tại được mấy ngày? Phương tiện vật chất nó tồn tại được mấy ngày? Quốc độ này nó tồn tại được mấy ngày? Dùng Phật trí, dùng Phật nhãn mở mắt ra mà nhìn thì chúng ta mới nhận chân được vấn đề này. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị cuộc sống xung quanh, sẽ bị sự tồn tại trong hoàn cảnh môi trường, nó chi phối tâm ý của chúng ta. Và lúc bây giờ chúng ta sẽ nhìn chân lý giải thoát với hiện tượng tồn tại của chúng ta, đem kỹ năng của mình, đem trí tuệ riêng của mình, đem hoàn cảnh của mình, để chúng ta tìm một phương thức tu tập theo ý của mình. Tất cả đều dính mắc ở trong thế giới này và vĩnh viễn không bao giờ giải thoát được. Nếu như xét tới đây rồi thì kính thưa đại chúng, có cái gì quan trọng nữa đâu? Không thấy cái gì quan trọng. Từ nhà cửa, tiền tài, vật chất, chùa chiền, quốc gia, xã tắc, tất cả đều nằm ở trong ba cõi như huyễn này. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy nó có không còn gì là quan trọng nữa. Chỉ cần nghe tới đây, cảm nhận tới đây, thấu hiểu tới đây, tin chắc nhận thức tới đây, thì bao nhiêu khổ đau nghiệp chướng ở trong tâm chúng ta nó đã buông xuống rồi, phải không? Nó thả xuống một cách nhẹ nhàng. Cái còn cái mất, điều hơn điều thua, nó không còn gì là quan trọng nữa. Nói thế không có nghĩa rằng là chúng ta trở lại với cái trạng thái tiêu cực. Không, chúng ta nhận thức chân tướng của vạn vật, cho nên lòng chúng ta buông xả nhanh chóng. Và ngay trong thời điểm nghe đến sự trùng tuyên này, tâm chúng ta buông xả tại đây. Và khi tâm các vị buông xả tại đây, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc xuất hiện. Tâm tư mình nó thư thới, nhẹ nhàng, mát mẻ, không có việc gì quan trọng. Ngang đây thôi thì chúng ta thấy việc lắng nghe giáo pháp cũng có tác dụng hạnh phúc rồi.
Trước đây một giờ, có thể chúng ta phiền não trong một hoàn cảnh nào đó, bị một quan điểm, một cái gì đó làm cho chúng ta buồn phiền, khó chịu. Nhưng nghe tới lời khai thị của Thế Tôn như vậy, tâm chúng ta trở nên giải thoát tự tại. Đó là công án số 1. Công án này chúng ta cố gắng mà thực tập mỗi ngày, tìm giây phút chiêm nghiệm cho mình mỗi ngày. Đây gọi là dùng trí tuệ quan sát. Đến phương diện thứ hai, Thế Tôn dạy như sau: này các tỳ kheo, cũng như trời mưa lớn, bóng nước chợt hiện chợt mất. Nói tới sông Hằng, nói tới nước, liên tưởng tới trời mưa. Mà mưa nước xuống dòng, mưa rơi xuống dòng sông Hằng thì bóng nước sẽ gì? À, nổi lên. Mưa lớn ở trong nhà của mình ngồi nhìn ra sân, thấy nước nó cũng nổi lên bồng bóng. Và chúng ta thấy bong bóng nó mong manh, nó chợt còn chợt mất, chợt chợt thành chợt gì, chợt hoại. Nếu như người nào có mắt quan sát tư duy phân biệt kỹ, lúc quan sát tư duy phân biệt kỹ như vậy thì họ đều có một khả năng nhận thức rằng là tất cả đều là không, không có bền chất, không có chất thật, không có gì được gọi là kiên cố. Vì sao? Bởi vì trong bóng nước kia không có gì, không có gì là chất thật hết. Cũng vậy, trong phương diện của thọ, tức là từ hoàn cảnh sống đỡ lại trong tâm chúng ta một loại thọ, thọ nội, thọ ngoại, gọi là nội ngoại thọ. Những cảm thọ mà chúng ta thường hay tìm kiếm, tìm kiếm một cảm thọ dễ chịu từ âm thanh nghe được lỗ tai, tìm kiếm những cảm thọ dễ chịu từ thân, chỗ nằm nghỉ, chỗ ngồi, cảm thọ từ mắt mà nhìn, cảm thọ từ mũi ngửi, cảm thọ từ thức ăn. Và năm giác quan chúng ta tiếp xúc ngoại cảnh cùng với khả năng nhận thức phân biệt của ý tiếp xúc với gì, với pháp trần, nó tạo ra một loại cảm thọ đan xen chồng chất và liên tục tiếp nối lẫn nhau. Chúng ta có cảm thọ khổ đau trong quá khứ, chúng ta nhìn cuộc sống này không có gì là vui thú. Chúng ta có cảm thọ bình an trong quá khứ, đôi khi chúng ta rất dễ bị mắc lừa với cảm bẫy hiện tại. Chúng ta có cảm thọ khổ đau, chúng ta thấy cuộc đời với một phương diện tiêu cực nào đó, hoặc giả cảm thọ đó, sách đó đã diễn ra rồi, nhưng mà chúng ta nhìn vạn vật ở trong hiện tại với nhãn quan chi phối bởi cảm thọ. Như vậy thì thưa quý vị, cảm thọ đó nó tạo ra một thế giới nội tâm của chúng ta. Và đại đa số chúng ta đều sống ở trong một thế giới cảm thọ này. Và chúng ta xem cảm thọ này là nội tâm của chúng ta. Và chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta thường hãy đem chia sẻ, tìm kiếm người lắng nghe, hoặc là viết những án thi văn mô tả đủ thứ cách, đủ thứ dạng, mô tả với dạng trương hàng gọi là văn, mô dạng với những cái tiết tấu, nhịp điệu âm thanh nó ra gì, nó ra nhạc, hoặc là mô tả với những cái vần thanh điệu nó ra gì, nó ra thơ. Rồi chúng ta lại gán lên đó, ta là nhà thơ, ta là nhà văn, ta là nhà soạn nhạc. Rồi ta diễn sướng lên, ta là ca sĩ, ta là nghệ sĩ, phải không ạ? Đủ thứ cách, phải không ạ? Cho nên con người chúng ta thấy là nó trùng trùng lớp lớp như vậy, nhưng nói chung nó vẫn trên cấu trúc của thọ. Chỉ có thọ mà thôi. Và thọ nó hình thành trên gì? Trên sự tiếp xúc của chúng ta. Hay nói cách khác, thọ là cái bóng, mà sắc là cái cây. Cây nó có bóng, thọ nó theo đó mà hình thành, phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta chỉ cần
quán chiếu đặt câu hỏi bản chất của thọ nó là gì. Và khi đặt câu hỏi như vậy thì Thế Tôn nói rằng là thọ trong quá khứ, trong vị lai, trong hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả nếu như phân biệt tư duy sâu sắc thì thấy rằng nó không có chân thật, nó không có kiên cố, mà chúng ta quen gọi là tâm vô thường, nó không có đứng yên một chỗ. Chúng ta nghĩ rằng đây là hạnh phúc mà chúng ta nắm bắt được, nhưng nào ngờ đâu nó không thể nào nắm bắt được. Giống như đưa tay mà gì hả? Gọi là vòng tay ôm ngọn gió, áo tướng cõi thiên chân. Các vị nghe Pháp Nhạc Âm thầy có mô tả một câu nhỏ phải không ạ? Vòng tay ôm ngọn gió nó mát quá, nó làm mình thích quá. Vòng tay ôm ngọn gió, áo tướng cõi thiên chân. Ngờ đâu ở trong đó biển dậy sóng, cuốn vào dòng trầm luân. Một niệm vọng tướng điên đảo kéo chúng ta trôi lên mãi trong luân hồi sanh tử. Cho nên quán và thọ nó như vậy. Quán để nhận thức được rằng thọ bản chất của nó là như bệnh, như nhọt, như là sự sát hại, bởi vì nó đỡ lại những cảm thọ khổ đau, đỡ lại hở quả khổ đau, và nó là vô thường, khổ không phi ngã, nó vốn là không chân thật. Đó là công án số 2 cần đem ra chiêm nghiệm sâu sắc, quán chiếu liên tục không ngừng. Công án số 3, Đức Phật nói thế này: này các tỳ kheo, cũng như cuối xuân đầu hạ, lời của Phật nói rất là rõ ràng. Cuối xuân đầu hạ theo lịch số của Ấn Độ dòng sông Hằng lúc bấy giờ, không mây không mưa, cái mây nó sẽ khác, mây nó chia ánh nắng, mưa thì thời tiết nó khác. Và Thế Tôn muốn mô tả như vậy để cho chúng ta loại trừ những yếu tố khác đi, và vấn đề còn lại là gì? Là giữa trời nắng gắt, sóng nắng chập chờn. Giữa trời nắng gắt, sóng nắng chập chờn. Hình ảnh này ai cũng thấy, có thể nhìn trên bãi cát dòng sông Hằng, hoặc là lái xe nhìn xa trong lúc trưa nắng. Chúng ta nhìn xa xa giống y như là có sóng bốc lên từ một cái máng nước nào đó, gọi là quán nắng. Nó chập chờn như vậy, nhưng thực sự nó có là chân thật hay không, hay nó chỉ là giả, là ảo mà thôi? Và Thế Tôn nói rằng hãy quan sát ở trong tâm tướng của chúng ta, tướng nó dựa trên thọ đó, nắm bắt tín hiệu và đặt tên cơ sở của thọ mà hình thành tướng. Ở trong tâm tướng của chúng ta nó cũng giống như là quán nắng mà thôi, nó không có thật, nó như vậy ở trong môi trường đó, nó như vậy mà thôi. Và thấy rằng những tướng ở trong quá khứ, trong hiện tại, trong tương lai, tất cả dầu thô dầu tế, ở trong ở ngoài, hoặc tốt hoặc xấu, tất cả khi phân biệt một cách rõ ràng, dùng trí tuệ chiêm nghiệm nhận thức, quan sát một cách rõ ràng, thấy nó không có thật, nó không có bền chắc, nó không có kiên cố. Khổ đau cũng không khổ đau mãi, hạnh phúc cũng không hạnh phúc mãi, tất cả là sự chất chồng của các yếu tố duyên khởi, duyên diệt. Do vậy cho nên nó không thật, không có kiên cố. Chúng gì? Chúng như bệnh, như nhọt, như gai nhọn, như là sự sát hại, vốn vô thường, khổ không phi ngã. Vì sao? Bởi vì vốn nó không có thật. Quán thân của chúng ta như sóng nắng, sự tồn tại như sóng nắng, thân mạng của chúng ta cũng vốn như vậy, thọ tưởng hành thức nó cũng vốn như vậy. Quán thân như sóng nắng, nó bốc lên từ đâu? Từ khát vọng yêu đương. Con người chúng ta chìm ở trong ái dục, trong ái nhiễm, và cha mẹ ân ái với nhau, chúng ta là chìm ở trong cái khát vọng yêu đương đó, và chúng ta nương gá vào trong cái ái dục đó để chúng ta sinh ra thân mạng này.
Dùng trí tuệ sâu xa nhìn ra mới thấy được. Nếu cạn cợt, chúng ta không có thể thấu hiểu được điều này đâu. Do vậy cho nên tướng nó cũng không có thật. Phi ngã, phi nhân, phi chúng sanh, phi thọ giả. Này các tỳ kheo, cũng như người mắt sáng muốn tìm gỗ cứng chắc nên cầm búa bén đi vào ở trong rừng. Đây là phương diện thứ tư. Một người nào đó muốn cầm, muốn đi vào ở trong rừng, vào ở trong rừng cầm cái búa, búa bén. Có lẽ rằng thời của Phật cũng đã có búa rồi phải không ạ? Có sách rồi, có búa rồi. Người ta đi vào ở trong rừng, người ta muốn đốn một cái cây gỗ thật là cứng chắc. Nhưng mà khi vào ở trong rừng thì anh ta thấy cái gì? Anh ta thấy cây chuối thân dài lớn ngay thẳng. Cho nên anh ta liền liền đốn gốc của nó, anh ta chặt đứt cái ngọn của nó, rồi bắt đầu anh ta lột vỏ nó ra. Tại vì cây thường có vỏ, anh ta nghĩ rằng lột cái lớp vỏ đó thì nó sẽ ở trong là cái lỗi cây anh ta đem về. Nhưng ai ngờ đâu, anh ta lột mãi, lột mãi, anh ta lột tới trống trơn không còn gì hết. Cho nên ở đây công án thứ tư, quán gì? Quán tất cả các hành giống như là cây chuối vậy đó. Nó là lớp này, lớp kia, nó tiếp nối, nó đan xen. Nó là sự kết duyên lẫn nhau. Nhưng khi phân loại nó ra thì không thấy đâu là chân tướng của các hành. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy sự vận hành của tâm thức chi phối đời sống của chúng ta. Và chúng ta đôi khi cố tìm điều này, cố gì? Cố tránh điều kia, không thấy yếu tố của duyên khởi. Cho một ví dụ nhỏ nhỏ để chúng ta thấy vấn đề của duyên khởi. Có một số thầy, có một số Phật tử nói rằng Thầy Huyền Châu thật là tài giỏi. Bởi vì hơn 50 năm cộng đồng Phật giáo hình thành một ngôi trường Phật học, giờ đây được thầy Huyền Châu khai sáng. Thầy Huyền Châu thật là tài năng. Nghĩ như thế là một cái ý nghĩ thiển cận, không thấy được trọn vẹn vấn đề. Rồi đêm thầy Huyền Châu soi sánh với các bậc tôn túc tiền bối và thấy rằng các ngài ngày xưa cũng thật là dối mà không làm được, cho nên thầy Huyền Châu dối hơn, lại nói sai. Sai như thế nào thưa quý vị? Chúng ta không thấy về duyên khởi. Duyên khởi là một hiện tượng trường đại học mang yếu tố cộng đồng. Một mình thầy Huyền Châu dạy, dạy ai đấy? Cho nên chúng ta hiểu rằng khi cộng đồng trước đây 5 năm, 10 năm duyên phước chưa đủ, phước báo của cộng đồng chưa đủ, khát vọng học Phật Pháp chưa đủ ở trong tâm của mọi người. Bởi vậy cho nên chư Tăng giàu có muốn tổ chức bao nhiêu trường đi nữa, ở trong bối cảnh đó cũng không thể thành tựu. Đơn giản là môi trường sinh ra nó chưa được được đầy đủ duyên lành. Còn bây giờ chúng ta thấy phước báo của cộng đồng đã được hình thành. Nếp sinh hoạt khát cầu Phật Pháp đã được hình thành ở trong tâm của đại chúng. Và lúc bây giờ yếu tố nhỏ nhoi hay lúa như thầy Huyền Châu đứng lên thì lúc bây giờ duyên nó đã hình thành. Chúng ta thấy yếu tố duyên khởi chưa? Duyên khởi, một người làm không có được, nó chỉ được là riêng cho người đó thôi. Còn nó hình thành ở trong một gia đình là yếu tố của gia đình, ra tới xã hội là yếu tố của toàn xã hội. Không thể nào suy xét yếu tố của một người. Nhìn như vậy, cái nhìn không có bao quát và đầy đủ. Cho nên chúng ta khi đã nhìn không bao quát đầy đủ, chúng ta sẽ không thấu hiểu vấn đề nó sinh ra từ đâu. Như vậy thì trên cơ sở đó, để chúng ta thấy các hành nó cũng như vậy. Thành tựu một pháp hành nào hoặc là một cái khởi nào, một cái vận hành nào, nó cũng dựa vào trùng trùng duyên khởi. Thì ở đây cũng vậy, nó là trùng trùng duyên khởi, nhưng mà khi tách nhỏ nó ra, chân tướng của nó là gì? Nó là không. Cho nên thấy rằng các hành nó gì?
Hành cho giàu ở trong quá khứ, hiện tại, tương lai, xét ở trong khía cạnh của thô, của tế, của tốt, của xấu, của gần, của xa, tất cả đều không có bền chắc, không có chân thật, không có kiên cố. Nhưng tại sao nó lại ngự trị chúng ta, nó dẫn dắt chúng ta, nó chi phối chúng ta sâu nặng như vậy? Đó là do chúng ta mê lầm về nó. Thành ra muốn thấy rõ nó, chúng ta cần phải chiêm nghiệm sâu sắc, ngồi xuống chiêm nghiệm sâu sắc, dành thời gian chiêm nghiệm đi lại để nó trở thành một năng lực khắc ghi, khắc sâu ở trong tâm. Lúc bây giờ nó mới có tác dụng hỗ trợ tâm chúng ta. Còn nhận thức thoáng qua chỉ là đơn giản là hiểu biết thường tình, nó không có tác dụng nhiều đâu. Mời các vị lắng nghe pháp hành thứ năm mà Thế Tôn muốn nói. Này các tỳ kheo, cũng như nhà ảo thuật hay là học trò của nhà ảo thuật, ảo thuật sư, ảo thuật sinh, ở giữa ngã tư đường hiện hóa ra binh voi, ngựa, binh xa, binh bộ. Tức là gì? Là binh voi, tức là binh lính với voi, phải không? Binh ngựa, tức là gì? Là binh mã đó. Binh xa tức là binh xe, binh bộ tức là bộ binh, chẳng hạn như vậy, phải không ạ? Hiện ra nhiều cái hình ảnh như vậy giữa ngã tư đường. Có lẽ rằng thời đại Ấn Độ ngày xưa người ta cũng thường làm những cái trò ảo thuật này để cho mọi người coi xem cho vui mắt. Ngày hôm nay cũng vậy, phải không ạ? Ngày hôm nay cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta thấy các nhà ảo thuật gia ở trên sân khấu, chúng ta nghĩ rằng họ thật là tài tình. Nhưng mà làm gì có thật điều đó. Chúng ta biết rằng nó không có thật, nhưng chúng ta vẫn tấm tắc khen hay. Đó là sự mơ hoặc của chúng ta ở trong một sát na mà thôi. Ngay khi người ấy, nếu như mà ngay khi ấy mà một người có trí, một người biết quán sát, thì quán sát thấy rằng á là nó không có thật, không có bền chắc. Do vậy cho nên tất cả những ảo ảnh hóa hiện trong ba cõi luân hồi, nó thuộc về thức biến. Để khai thác sâu khía cạnh này, Phật giáo ra một tâm gọi là duy thức tâm, chỉ khai thác riêng điều này. Và đôi khi có người dạy không khéo thì lấy cái yếu tố này phát triển lên bằng cách là hủy đổ sự tồn tại của các yếu tố khác. Điều này rơi vào chỗ gì? Chỗ sai lầm. Do đó cho nên chúng ta học phải cẩn thận điều này. Đã nói tới ngũ uẩn, trong đó có gì? Thức uẩn. Mà có thức uẩn thì lấy hình ảnh của ảo thuật gia, ảo thuật sư ra để mà miêu tả cho chúng ta thấy chân tướng của nó là huyễn. Như vậy bản thân của chúng ta có giống như là những hình hài trên sân khấu múa rối nước không? Rõ ràng nghiệp lực ở sau đó là những cọng dây, nó giật đông giật tây, và xương sắp thân thở chúng ta chạy ngược chạy xuôi. Một lát sau khi nghiệp lực nó không còn duyên tồn tại nữa thì tất cả đều kéo màn. Có phải vậy không ạ? Nhưng mà khổ thay là chúng ta không thấy rằng cần phải đoạn nghiệp từ chỗ nào, mà chúng ta còn tranh giành ở trên sân khấu đó nữa, thì chúng ta là vô minh trùng trùng lớp lớp. Cho nên những hành thức ở trong gì? Ở trong quá khứ, hiện tại, tương lai, giàu tốt, giàu xấu, tốt như là thức thân các cõi trời, hoặc xấu như là thức thân ở trong địa ngục, giàu tốt, giàu xấu, giàu thô, giàu tế, hình hài nó thô, hoặc là hình hài nó tế. Có những người nhìn vô đẹp, đẹp vô cùng, nhưng có những người nhìn vô đẹp, đẹp như con hà mã. Có những người như vậy, phải không ạ? Có người không biết, nhớ lại, gỡ lại câu chuyện chút xíu, các vị nhớ không? Là có một chuyện ly hôn mà ngày xưa anh đọc có nhớ hoài, ta cười. Người chồng khen vợ, và vợ nói em đẹp không anh? Ông chồng nói rằng là em rất đẹp, em đẹp như con hà mã vậy đó. Cô vợ cười vô tư, vì đâu biết con hà mã như thế nào. Sau mấy chục năm đi vô sở thú thấy con hà mã, bà vừa vác đơn ly hôn liền. Tại vì 20 năm mà tôi không ngờ chồng tôi gạt tôi mức như vậy. 20 năm không thể tha thứ được. Cho nên là chúng ta thấy rằng là chúng ta dính mắc ở trong đó thôi. Chứ còn thực ra mà nói, khi nhìn chân
nhìn chân thật ở trong trong thật tướng của nó, thì rõ ràng nó là không phân biệt kỹ, thấy nó là giả dối, nó không bền chắc, nó gì như bệnh, như hoạn, như nhọt, nó như là gai nhọn, nó như là một sự hủy hoại của vô thường, nó là khổ, bản chất nó là không, là phi ngã. Chúng ta thấy lời dạy của Đức Thế Tôn về năm uẩn trên phương diện hiện tượng tự nhiên của hội chúng đang gần ngài tại dòng sông Hằng, thật là khéo léo, thật là siêu việt, thật là tuyệt vời. Mà sau đó Đức Thế Tôn muốn cho đại chúng dễ nhớ, ngài nói ra một bài kệ như sau: quán sắc như bọt nước, thọ như bông bấm, tướng như quán nắng, các hành như cây chuối, các gọi là quán thức như huyễn hoa. Chúng ta thấy năm câu này đáng để chúng ta thực tập thành một công án tu tập, ghi nó xuống, đỡ trước mặt của mình, đỡ trên bàn, đỡ chỗ nào mà mình gần nhất, và luôn nhìn ta thấy, nhớ, chiêm nghiệm sâu xa. Đó là cách mà mình tu tập. Ngày nhỏ thưa quý vị, thầy cũng tập như vậy. Vậy mà nó có thể là viễn ly, có thể là đoạn trừ. Còn nếu như không có sự nhắc nhở, chúng ta không có nhớ lâu, chúng ta rất dễ bị kéo theo hoàn cảnh, kéo theo những câu chuyện trong cuộc sống. Ghi xuống, đặt ở trước mặt của mình, chỗ nào cho nó dễ nhớ. Còn không, ghi xuống tờ giấy, làm cái sợi dây đeo ngang cổ. Đeo ngang cổ mà còn tốt hơn là đeo cái sợi nhẫn, đeo cái gì đó, dây chuyền, đeo gì đó, lấy dây chuyền ghi bốn câu này vô, đeo xuống. Công án mình tu tập như vậy đó, nó nhắc nhở mình quán sắc như bọt nước, quán thọ như bấm bấm, quán tưởng như là gì, như quán nắng, quán hành như cây chuối, quán thức như là huyễn hoa. Lấy năm câu này tu bao nhiêu đó đủ giác ngộ rồi, đủ giác ngộ rồi. Quán phải bằng trí mà phân tích, mà chiêm nghiệm sâu xa tường tận, chứ không đập trên cái gì, trên cái miệng thường tình như là quán tính thì không có tác dụng gì đâu. Thưa quý vị, lúc bây giờ Thế Tôn nói đấng Nhật thân dạy vậy, đây là lời kiết tập của ngài, ngài A Nan. Đấng Nhật thân dạy vậy, tư duy kỹ khắp cả. Đấng Nhật thân là gì thưa quý vị? Đấng Nhật thân là tại sao gọi ngài là Đấng Nhật thân? Không đúng, suy diễn không đúng, đừng suy diễn như vậy. Chúng ta hiểu rằng dòng họ Thích, truyền thuyết của họ là sinh ra từ mặt trời. Đó là những cái điển tích văn hóa của Ấn Độ. Mỗi người họ có một cái cách nhận như vậy. Và hữu tình ở chỗ đó nó như vậy. Ví dụ như ở Nhật Bản á, nó là chẳng hạn như là cái nó động đất nhiều, và ở chỗ nào an toàn cho họ thì cái chỗ trũng né tránh được gì đó, cho nên nó có cái họ trũng, tức là họ lấy một cái chỗ địa danh, một cái chỗ đất, hình thù của đất. Còn Ấn Độ thì nó lấy hình thù của cây, của nước, của mặt trời, của các vì sao, họ đặt tên họ. Còn Việt Nam chúng ta thì bất hiếu nhiều lắm, cho nên lúc nào cũng có chữ văn. Chữ văn là hiếu đó, văn là hiếu. Nguyễn Văn A, tức là ông A là người con có hiếu của họ Nguyễn, bất hiếu quá cho nên đặt chữ văn mà vẫn bất hiếu như thường. Nói vậy có cái ý trong đó. Còn chẳng hạn như là chữ thị nghĩa là gì? Hả? Thị là lỗ đô thị, là chợ, là bà tám hay sao? Đừng hiểu như vậy chứ. Chữ thị nó cũng ngon lành lắm chứ không phải. Cái nghĩa nó tương đương với chữ văn chứ. Chỉ có điều là họ nó hơi đa dạng một chút, là bởi vì ngày xưa chiến tranh nhiều, thay đổi triều đại, thay đổi môi trường nhiều, mà người Trung Quốc ngày xưa họ hay đi tìm cái họ để họ truy sát, gọi là tru di cửu tộc ấy, tìm cái họ mà truy sát. Bởi vậy cho nên người Trung Quốc họ mới truy. Mà Việt Nam rất là hay, tức là họ này có chữ lót, có cái tên, thì đời con lấy cái chữ lót làm cái họ, rồi bắt đầu một chữ lót nữa ra tên, rồi đời cháu lấy cái chữ lót của đời thứ hai. Vì vậy cho nên
trưng trắc. Người ta tìm mãi không biết bà trưng trắc thuộc họ gì, ai là con cháu bà trưng trắc. À, như cái họ trưng như vậy đó. À, như vậy cục ai là con cháu của bà trưng trắc trưng nhị, thì lúc đó là người ta mới lấy cái họ lót chữ lót đời tiếp theo. Cho nên người Trung Quốc khi mà chiến tranh họ cứ đi trả thù, họ chẳng biết trả thù ai hết. Đó là một cái cách rất là khéo léo và nó tạo ra văn hóa như vậy. Đó là gì, đó là cái kỹ năng tồn tại của hữu tình ở trong cái môi trường đó. Khi mình nhìn thấy yếu tố văn hóa mình thấy như vậy. Ở đây đấng Nhật thân dạy vậy, tư duy kỹ khắp cả, chánh niệm khéo quán sát, không thật chẳng kiên cố, không có ngã ngã sở, trong thân khổ uẩn này đại trí phân biệt vậy. Xa lìa ba pháp này, thân thành vật vứt bỏ, thọ hơi nóng và thức lìa chúng, phần thân khác vĩnh viễn vui gọ hoang như gỗ không thức tướng. Chúng ta gom lại nguyên bài kệ này, xin lỗi, một đoạn này đơn giản, hãy nhận thức rằng cái thân thủ uẩn này, khổ thủ uẩn này, nó gồm nó không có ngã, không có ngã sở, một bậc đại trí. Hãy nhận thức sâu xa rằng khi chúng ta lìa khỏi tuổi thọ, lìa khỏi hơi ấm và lìa khỏi tâm thức, tức là thọ, hơi nóng và thức, khi đã tan khỏi thân này, tan khỏi thân này, thì thân này của chúng ta giống như là gì? Giống như là một cái khúc gỗ vứt bỏ nơi gò hoang. Nó như vậy đó, bản chất của nó là như vậy, nó nhanh chóng như vậy, nó nguy hiểm như vậy, nó phũ phàng như vậy. Nhưng mà chúng ta không khéo, chúng ta lại cứ lanh hoanh lỏng quẳng tìm cách củng cố cho thân này tồn tại càng lâu càng tốt, hoặc là bắt mọi người xung quanh, hay là điều phục hoàn cảnh làm sao nó thuận theo ý nghĩa tồn tại này. Thật là vô nghĩa ở trong mắt của người trí. Thân này thường như vậy, huyễn dối dụ người ngu. Câu này rất là hay. Thân này nó thường như vậy, từ kiếp này sang kiếp khác nó tồn tại như vậy, bỏ thân này lấy thân kia, nó dối gạt người ngu tối. Chứ còn người có trí sáng thì không thể nào dối gạt được nhận thức của họ. Như gai độc, như sát, không có gì chắc thật. Nó như gai độc đâm vào thân chúng ta, nhức nhối cả ngày đêm. Nó như sự hủy hoại của sự sát hại. Cho nên chúng ta hãy gì? Hãy khéo tu tập, hãy khéo gì? Hãy khéo quán sát nhận thức chân tướng của nó. Mà Thế Tôn nói rằng, tỳ kheo siêng tu tập quán sát thân uẩn này, chuyên tinh luôn ngày đêm, chuyên tinh luôn ngày đêm, hãy tinh cần qua thời gian, cả ngày lẫn đêm sáu thời, chánh trí buộc niệm lại, không lăng xăng vọng tưởng, tập trung vào yếu tố này, chánh trí buộc niệm lại, hành hữu vi ngừng nghỉ. Khi đạt đến như vậy thì tất cả các hành hữu vi nó sẽ ngừng nghỉ và tâm chúng ta đi vào trong niết bàn. Cho nên Thế Tôn nói vĩnh viễn đến chỗ thanh lương. Như vậy thưa liệt quý vị, chúng ta thấy bài kinh này được biên tập ở trong kinh Tạng Nguyên Thủy với ngôn ngữ Phạn ngữ mà chúng ta quen gọi là Sanskrit. Ở trong loại ngôn ngữ này cũng là một hình thức giữ gìn giáo pháp của Như Lai. Và chúng ta thấy nội dung này xoáy sâu vào công phu pháp hành quán chiếu thế giới ngũ uẩn, nó là dai không. Và để diễn đạt bài kinh này, diễn đạt giáo nghĩa thậm thâm cốt tủy này thành một bản kinh thật là xuất sắc, đó là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà chúng ta nhìn thấy giáo nghĩa bên trong đó tích tụ lại với một bài kệ quán gì nha, gọi là quán sát gì, quán sát như huyễn, có bài kệ gì hả, tự nhiên quên hả, có ai nhớ không? Kinh Kim Cang có câu
là quán thân như huyễn đó, hoặc quán sắc như gì tự nhiên nó quên, đầu óc này không ổn rồi, mệt quá chữ nghĩa chìm hết trơn hả. Quán như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán, nhớ chưa? Chúng ta thấy quý ngài mình tóm tắt lại nguyên một bài kệ rất là hay phải không? Quán thân như huyễn hóa phải không? Quán quán sắc gì? Quán sắc như huyễn hóa, rồi rồi quán như bọt nước, như như dương, như diệm, như bóng, như chuối nước. Và hình hình ảnh của bài kệ này được diễn đạt rộng rãi thi vị với một tác phẩm khác có tên là Duy Ma Cật Sở Thuyết. Giáo nghĩa nó cũng như vậy, cũng tập trung vào quán chiếu để lãnh hội chân lý này. Rồi tới dòng văn học hiện đại của các ngài dạy như thế nào? Thân như gì? Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố ý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô, mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Thân như gì? Bóng chấp chiều tà, có cái nhỉ, xuân tốt nhà có cái xanh tốt và xuân qua rụng rời, xá chi suy suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như gì? Như hạt sương rơi đầu cành. Ngàn đó chưa đủ, đại đa số chúng ta hãy quên hai câu sau. Hai câu sau rất là quan trọng. Tức là gì? Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đường qua sân trước một cành mai. Nói tới cái ý chỉ hướng tới vô thường, hướng tới niết bàn tịch diệt. Phải có yếu tố đó mới khép lại bài kệ này, bài thơ này. Thì thưa quý vị, thầy muốn nói rằng từ trong kinh điển Nguyên Thủy cho đến bản các bản kinh Đại Thừa, cho đến dòng văn học Đại Thừa, thì năm phép quán này là năm phép quán nó có ảnh hưởng xuyên suốt, nó đưa chúng ta đến cảnh giới giác ngộ siêu việt vô cùng và chúng ta đến với niết bàn tịch diệt. Bây giờ các tỳ kheo sau khi nghe những điều như vậy hoan hỷ phụng hành. Cảm ơn các vị lắng nghe, chúng ta dừng ở đây. Nguyện đem công đức này hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.